Điều đầu tiên là cho tôi coi clip, là tôi yêu cầu thu phí mới cho xe qua trạm, còn công an lên mời tôi không chịu đi. Và cái thứ hai nữa là nói tôi là đứng trên cửa sổ trời á, là la ó để cho cổ động các người mà xung quanh BOT đó, có nghĩa là khuấy động. Cái thứ ba là khi mà ức chế bức xúc cái chuyện mà cái xe bị giữ lại đó, mà anh tài xế đó bị bắt lên xe đặc chủng đi, tôi đã bức xúc, tôi chặn đầu xe ôm kính chắn gió. Thì sau đó thì các anh đã kêu tôi lên xe về trụ sở làm việc, thì thử nồng độ cồn, test ma túy, nói chung là làm đủ hết. Thì sau khi làm xong rồi thì mấy anh có một cái biên bản lời khai, là ghi tôi ba cái khuyết điểm. Khuyết điểm đầu tiên là tôi đã lợi tới BOT đóng phí và người ta cho tôi đi, tôi không chịu đi. Cái thứ hai là tôi đã có lời lẽ xúc phạm đến ngành công an nhân, là tôi nói là công an, cảnh sát nhân dân là hành dân và đài. Cái thứ ba là cái lỗi là tôi đã đứng ở trước kính chắn gió, tôi ôm kính chắn gió của xe đặc chủng trước khi là cái anh tài xế đã bị lôi lên xe. Và sau khi đó tôi đứng ở chỗ đó thì các anh em cũng đã lại lôi tôi lên xe luôn. Vậy tôi làm việc cho tới giờ phút này là tôi điện thoại rồi không liên lạc được với người thân, tắt hết điện thoại, nhưng chưa gọi được cho vợ tôi luôn. Thái độ gì vậy? Tiền lẻ tiền trắng gì nữa? Có hình bắt hồ mà, đâu có hình ai đâu. Vậy nào, đâu có lộn.